Hạn Độ Computer tiếp tục tuyển dụng và lần này channel YouTube của Hạn Độ Computer vẫn đang tuyển dụng hai vị trí ở trong studio. Vị trí đầu tiên đấy chính là hai reviewer game, và ngoài việc các bạn review game ra thì các bạn sẽ còn kiêm luôn cả MC nữa. Và kỹ năng yêu cầu của các bạn thì chính là các bạn cần phải có kỹ năng diễn thuyết tốt cũng như là diễn đạt một cách rất là dễ hiểu. Và ngoài việc các bạn làm như vậy ra thì các bạn còn phải có kỹ năng đấy chính là viết kịch bản nhanh như điện khi mà nhận được những thông tin mới nhất tới từ tester. Và ngoài việc các bạn review game ra thì các bạn sẽ còn phải viết những kịch bản về dự án quảng cáo hay là những dự án sáng tạo khác nữa. Tiếp theo là hai vị trí cho quay phim và sự kiểu kỳ. Ở hai vị trí này, kỹ năng thiết yếu của các bạn đấy chính là các bạn sẽ phải sử dụng thành thạo việc quay phim ở trên dòng máy DSLR hay là máy mirrorless, mà chi tiết hơn đấy chính là máy Canon hoặc là máy Panasonic. Và kỹ năng thiết yếu nữa mà các bạn cũng cần phải có đấy chính là các bạn sẽ phải có kinh nghiệm trong việc xử lý ánh sáng cũng như là sử dụng thành thạo bộ phần mềm Adobe Premiere. Và nếu như các bạn có sử dụng tốt những bộ phần mềm khác, ví dụ như là After Effects, rồi Photoshop, Lightroom hay là Illustrator, đấy chính là một lợi thế rất là lớn của các bạn. Cả hai vị trí này sẽ đều tuyển theo cả hai hình thức, đấy chính là full time hoặc là part time. Các bạn sẽ làm việc tại studio của Hạn Độ Computer tại cục số 43 Thái Hà. Và chi tiết hơn mình sẽ để ở đường link ở dưới phần mô tả video, và đường link đăng ký mình cũng để luôn ở dưới phần mô tả của video, các bạn hãy click vào đấy nhá.